chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một video clip về vị trí nốt trên cây đàn. Làm sao mình đánh ra được nhớ, đánh và nhớ vị trí nốt trên cây đàn. Và từ đó mình đi tập solo. Nó dựa vào công thức nào và nguyên lý ở đâu. Là hôm nay là bài giảng chúng ta là đi tìm hiểu về cung bậc. Và từ cái cung bậc, từ công thức, từ cái định nghĩa đó, chúng ta mới tìm ra được vị trí nốt trên cây đàn. Và từ tìm ra được vị trí nốt trên cây đàn rồi, mình mới bắt đầu là tập solo. Solo để tập nhớ, thứ nhất là solo các bạn nắm được vị trí nốt, nhớ luôn. Rồi sau đây các bạn sẽ cảm âm, tập solo để cảm âm, và các bạn sẽ đánh được, được chơi đàn sẽ tiến bộ, cảm thấy thích thú hơn ha. Rồi chúng ta sẽ video phần chi tiết nha. Thì cung, bài giảng hôm nay là nói về cung. Cung là ký hiệu dùng để chỉ khoảng cách về cao độ, về độ cao giữa hai âm thanh đi liền bậc, và khoảng cách nhỏ nhất của nó là nửa cung, khoảng cách lớn nhất của nó là một cung. Như vậy ở đây là chúng ta đã nhắc đến chữ bậc. Bậc là người ta dùng để quy ước về vị trí đứng của các âm, của các âm thanh dựa vào âm chủ. Đó là khái niệm về bậc. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cung trước nha. Vì là cung là ký hiệu dùng để chỉ khoảng cách, khoảng cách giữa các nốt, giữa các nốt, giữa các âm thanh á, giữa hai âm thanh các nốt á đi liền bậc. Đấy, như vậy thôi, chúng ta hiểu cái gì thôi, là khoảng chỉ về độ cao, khoảng cách về độ cao giữa hai âm thanh đi liền bậc với nhau. Và khoảng cách của nó là nhỏ nhất là nửa cung, và khoảng cách lớn nhất của nó là một cung. Như vậy là nửa cung trên cây đàn là được tính bằng một ngăn phím. Và các bạn coi đây là một ngăn này, ngăn 1, ngăn 2, ngăn 3, ngăn 4, ngăn 5 ta tính vô. Các bạn sẽ cảm nhận nó một ngăn thì như vậy. Như vậy là đây là gọi là nửa cung, là một ngăn. Và cách nhau, khoảng cách giữa cái âm thanh với nhau là hai ngăn là một cung. Trên cây đàn guitar được tính trên cây đàn guitar. Rồi, vì chúng ta sẽ mình sẽ nhắc đến các bạn là sáu dây của cây đàn guitar. Mình cũng có một video clip cơ bản các bài trước á, như là cơ bản thôi, là có mình cũng đã nói đến 16 sợi dây đàn này nè, dành cho các bạn mới bắt đầu tập. Thì dây thứ nhất là được tính từ dây từ dưới tính lên là dây 1 nè, dây 1, dây 2, dây 3, dây 4, dây 5 và dây 6. Như vậy là dây 6 là dây nghe cái tiếng âm thanh đó là trầm, trầm là thấp đó, cái tiếng nó trầm. Nó tên là mì. Và những dây này là mình buông ra nha, mình không có bấm gì hết, không đụng gì hết, âm thanh đó mì nè. Dây số 5 là dây số 4 là rơi, dây số 3 là son, dây số 2 là si, và dây số 1 là mí, là mí si son rơi là mì. Đánh từ trên xuống dưới âm thanh là mì la rơi son si. Cái âm thanh nó sẽ đi từ thấp đến cao. Rồi các bạn đã thuộc 6 dây này nè, nhớ 6 dây là buông ra. Và các bạn có một sự nhầm lẫn ở đây, mình đã thường gặp các bạn mới học, các bạn nhầm lẫn là giữa cái dây đàn này, cái 6 dây đàn với lại một khuôn nhạc trong cái tập chép nhạc. Các bạn thấy có 5 đường kẻ đó, đừng nhầm lẫn đó là sợi dây đàn. Các bạn nhầm lẫn là nhìn vô cái khuôn nhạc đó, cũng tâm trong cái tập chép nhạc đó, hoặc là trong cái bài hát nó có xích nhạc á, đừng có tưởng đó là dây đàn nha. Các bạn bị nhầm lẫn chỗ đó. Các bạn mới học đó, bắt đầu học đó, một tuần lễ, hai tuần lễ bắt đầu học, các bạn nhầm lẫn. Khi mình cho các bạn là đánh bài, nhìn vô các bạn tưởng là từng dòng kẻ nó chính là dây đàn, nó nằm cái nốt nằm trên dây đàn đó là dây đàn, không phải. Mình nhắc lại, đây là 6 dây đàn. Cái đó, cái 5 đường kẻ đó là cái khuôn nhạc để viết nốt nhạc trong cái khuôn nhạc lên, thì nó khác nhau. Còn ở đây là dây đàn, mình có 6 dây đàn.
nha. Rồi nhớ là 6 giây là mì, là, rê, son, si, mi. Rồi các bạn thuộc 6 giai đoạn này rồi, các bạn sẽ thuộc tiếp theo cho mình là 7 nốt nhạc. 7 nốt nhạc. Đồ. Bắt đầu từ đồ cũng được. Đồ rê mi fa son la si đô. Nốt đồ, như nốt đồ đây nó sẽ lặp lại. Lặp lại. Giống như mình có 7 ngày thôi, thứ 2, thứ 3, 2 3 4 5 6 7 nhật. Khi hết tuần 7 ngày thứ nhật rồi lặp lại là thứ 2. Thì hết chúng ta có 7 nốt nhạc. Đồ này là 1 này, 2 là rê, 3 là mi, 4 là fa, 5 là son, 6 là la, 7 là si. 7 nốt nhạc rồi, hết tới si là hết rồi. Nhưng mà khi lặp lại nữa, đô nó lặp lại đó, đồ là lặp lại đồ này. Đô là nốt thứ 8 chính là nốt số 1. Khi nó lặp lại chính là nó cách nhau một quãng 8, cho nên âm thanh nó cũng là một đô thôi, nhưng mà âm thanh nó cao hơn một quãng 8, thành đố. Đố, 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 đố. Rơi thì nó rơi này chính là lặp lại của nó rơi trên đây. Bây giờ lấy nó rơi là bậc 1 nè. Bậc 1, dầu này mình có liên quan đến các bạn nhớ bậc đó. Bây giờ lấy nó là bậc 1, chủ âm là 1 đi. Ví dụ trong bảy nó nhạc đó mình lấy một nó bất kỳ nó nào cũng bậc 1 được hết. Nó là âm chủ đó, thì đây là rơi. Rơi là 1 nè, mi là 2, fa là 3, son là 4, 5 là la, si là 6, đô là 7. Thì hết 7 nốt nhạc này nó lặp lại nó rơi nữa. Rơi. Đó. Ví dụ đánh nốt mi cũng được ha, mi nè. Thì nó lặp lại là mi. Mi. Đấy, thấp hơn nữa là một quãng 8 nữa là mi nè. Mi thì lặp lại là mi. Mi. Fa son la si đô rê mi là lặp lại. Rồi tiếp tục nó lặp lại tiếp mi 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 fa son la si đô rê mi. Rồi tiếp tục lặp lại tiếp mi fa son la si đô rê mi. Như vậy là mình phải thuộc 7 nốt nhạc. Các bạn muốn chơi đàn giỏi, muốn chơi đàn hay và chơi đàn khá, chơi đàn cảm thấy chơi đàn được tốt, muốn học tiếp tục đam mê cái môn này, trước mắt là các bạn phải tập cho mình, mới các bạn mới bắt đầu học phải thuộc cho mình 7 nốt nhạc. 7 nốt nhạc đô rê mi fa sol la si đó, hết là lặp lại, có nghĩa là mình thuộc thứ tự, thuộc đi và thuộc ngược dời. Ví dụ thấp hơn đô là si, nó ngược dời lại đó ha. Cao hơn đô là rê, cao hơn rê là mi. Như vậy là thấp hơn đô là si, thấp hơn si là la, thấp hơn la là son, thấp hơn son là fa, thấp hơn fa là mi, thấp hơn mi là rê, thấp hơn rê là đô. Rồi ví dụ cao hơn nốt la là gì, các bạn sẽ tự cảm nhận làm sao thuộc nhảo gì đó, thuộc nằm lòng bài nốt nhạc, thuộc đi thuộc lại. Rồi các bạn thì thuộc xong ứng dụng vô thực hành thì các bạn cảm thấy nó rất là dễ. Ví dụ khi các bạn thuộc xong rồi, các bạn sẽ dựa vào công thức cung. Trong bài nốt nhạc đó chúng ta có công thức cung như sau. Đô đô là một nè, đô qua rê là một cung, đô qua rê là một cung. Rồi rê qua mi là một cung, mi qua fa là nửa cung, fa là fa qua son, fa thấy bảy nốt nhạc, bảy âm thanh đi thứ tự âm thanh là đô rê mi fa son la si, thì là đô nó rê là một cung, rê qua mi là một cung, mi fa là nửa cung thôi, nhớ được lưu ý chỗ này, mi fa nửa cung, fa tới son là một cung, son tới la là một cung, la đến si cũng là một cung, si đô nửa cung. Như vậy chúng ta chú ý hai cái nốt nửa cung chính là từ mi fa mi fa và từ si đô. Trong bảy nốt nhạc đó, trong bảy âm thanh đó chỉ có âm thanh mi fa và si đô nửa cung, còn tất cả các âm thanh còn lại, các nốt còn lại là một cung hết. Đều nhớ điều này thôi. Như vậy chúng ta trong cái bài cung này, chúng ta chỉ nhớ là công thức là bảy nốt nhạc, phải nhớ bảy nốt nhạc rồi và nhớ cái nào nửa cung, cái nào một cung, được chúng ta vận dụng vô thực hành. Các bạn sẽ thấy đây, ví dụ đây là dây số 6 là dây mì, tên là dây mì, chúng ta buông ra không bấm hết nha. Rồi, âm thanh nó phát lên là nốt mì. Rồi, mì. Như vậy thì mì tới gì, trong bảy nốt nhạc đó mình đi cái nốt nào cũng làm chủ âm hết, cũng được hết. Bắt đầu tính mì thì mình đi nè, mì nè,
Mì tới gì? Mì sẽ tới pha. Cả các bạn phải thuộc âm thanh đi, nó thuộc bản nhạc là thứ hàng sẽ biết mì tới pha đó. À, mì pha son la si đô rê, gặp lại là mì. À, cứ vậy thôi. À, mì nè, mì tới pha, nhưng là bao nhiêu cung? Nửa cung thôi, nhớ nha. Mì pha nửa cung, vậy là nửa cung. Nãy là mình nói là được tính trên cây đàn guitar là một ngăn phím. Một ngăn, đây là ngăn phím nè. Tính là một ngăn phím, là ngăn nè. Một ngăn nè, thấy à, một ngăn nè. Như vậy là mì pha nằm đâu? Pha nằm đây. Nửa cung là một ngăn mà, thì nó nằm đây. À, chừng nào mà cách hai ngăn mà là một cung nữa nằm đây là sai. Pha nằm nửa cung thôi, nằm đây. À, rồi bắt đầu pha tới gì? Pha theo thứ tự âm thanh là pha tới son. À, pha tới son thì bao nhiêu cung? Một cung thì chúng ta có cách nhau hai ngăn phím, ngăn một. Cách từ khoảng cách từ nó pha ra là ha, thì tiếp theo là một ngăn, ngăn thứ nhất và ngăn thứ hai. Như vậy là nó son lại nằm ở pha tới son, thì son đây là nằm ở đây, vị trí đây. Rồi son nè, chúng ta thấy son nằm ở ngăn ba đúng không? Son tiếp theo là âm thanh gì? Tiếp theo của nó thứ tự âm thanh là son tới la. Các bạn phải nhớ thuộc bài nó nhạc đi ha. Mì pha son này, son tới la, nó cứ một vòng tuần hoàn vậy đó ha, nhớ nha. À, đi lên đi xuống phải thuộc son. Tiếp theo là cao hơn son là la. La là gì? Bao nhiêu cung? Son tới la một cung thì cách nhau hai ngăn, thì đây là nó la nằm đây, nằm chỗ này, lên la đây, phải lên la đây. Tiếp theo âm thanh la tới phiên cao hơn la là gì? Cao hơn la là tới phải si. Đô đê mi pha son la si, thấy chưa? Si. Rồi, si la là si theo công thức cung là ta có một cung thôi. Một cung thì được tính trên hai cái đàn người ta là hai ngăn phím, đúng tiếp một ngăn hai ngăn thì si nằm đây. À, si nằm đây. À, si tiếp theo là si tới gì? Si tới đô. Đô đê mi pha son la si. Đô, nhớ thuộc nha. Mình lúc nào nhắc đến lại phải thuộc bài nó nhạc này thì các bạn sẽ làm được, sẽ làm được hết. À, thuộc bài nó nhạc lại các bạn sẽ làm được hết. À, còn các bạn nào không thuộc là không có làm được cái phần này đâu, không có học được cái phần này, không có hiểu được bài phần này luôn. À, đây là si. Si đô là nửa cung, nhớ nha, thì là cách nhau là một ngăn thôi, vậy là một ngăn phím. Từ đây qua đây là một ngăn phím nè, si đô. À, nằm đây là đô. Tiếp theo đô tới gì? Đô tới rê. À, đô theo âm thanh thứ tự là đô tới rê là một cung thì rê cách nhau. À, đô là đô đây thì một ngăn này. À, bỏ nó một ngăn, ngăn thứ hai là nên rê nằm đây. À, rê nằm đây. Rê tới gì? Rê tới mi đúng không? Đô rê mi đó, mi bao nhiêu cung? Một cung thôi thì cộng hai ngăn kiếm thì nó nằm ở cây đàn đối với ở đây. Đối các bạn lưu ý nha, đối với cây đàn số 8 như thế này, nhưng mà vòng tròn thì tới ngăn 12 là hết. À, các bạn có sử dụng cái đàn mà có ngăn nhiều ngăn á, 14, 16 ngăn á, thì nó có thêm, nó khoét đây nè, nó có thêm ngăn ở khi ta mình dễ đánh thì nốt mi. Nhớ là nốt mi mình đặc biệt cái đàn dòng số 8 này thì mình có một đặc điểm như các bạn cái mẹo nhớ nè, mi bu ra thì lặp lại nốt mi, mi tiếp theo lặp lại khoảng 8 mi nằm ở đây cuối ngăn 12, sát ngăn 12 luôn. Mì đó. À, các bạn tính đi, mì pha son nè, la si đô rê mi ha. Rồi đây là mình tính được một dây số 6 rồi ha. Cũng theo công thức đó, và cũng theo cái nốt nhạc đó, theo cái thứ tự âm thanh đó mình tính ra được hết tất cả luôn. À, trước mắt mình tính được dây số 6 rồi, mình tính tới dây số 5 này là dây số 5 buông ra là gì các bạn? À, mì là rê son si mi gì đây, thứ năm nó là à, là dây là nè. À, âm thanh là la, không có bấm nha, là thứ gì theo âm thanh thứ tự là tới si. À, là tới si bao nhiêu cung? Một cung, một cung là cách hai ngăn, nó đang dây buông nè. À, ngăn một là đây. À, ngăn thứ hai là đây, vậy là nó si nằm ở đây, vị trí ngăn hai đây. À, si tới gì? Si tới đô. À, si đô sát bên, nhớ nha, si đô sát bên, si đô nửa si đô la, nửa cung là một ngăn, nhớ chỗ này ha, si đô mi pha nhớ nha. Đô tới gì? Đô tới rê, một cung là hai ngăn. Rồi rê tới mi, một cung là hai ngăn. Mi tới pha, đây là nửa cung là một ngăn. Rồi à, pha tới gì? Pha tới son, đây một cung là hai ngăn. Son tới gì? Son tới la, đây. Như vậy là chúng ta hồi nãy chúng ta cũng nói là nốt la buông ra thì chúng ta sẽ gặp nốt la bấm vào. Đây là cái mẹo các bạn để ý. À, các bạn nếu các bạn không nhớ, các bạn nhớ cái này ha, la bu ra thì sau này các bạn chơi xong đây bạn đánh toán và đánh la này, lặp lại khoảng 8
la 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 à, cũng là nốt la, nốt la la đều như nhau, nhưng mà điều cái nó một khoảng 8 cái này cách nhau cái âm thanh cao hơn, giống như là hôm nay là ngày thứ hai, cho là một tay đi, thì thứ hai từ sau nó sẽ cách không phải là một tay nữa, không phải là một nữa mà là 8, cách nhau 7 ngày. Đấy. Nên cho âm thanh lúc này nó là này, nhưng mà âm thanh này cũng là nó la luôn ha, nhưng mà nó âm thanh nó sẽ cao hơn, không phải là như thế này nữa mà nó khác rồi, nhưng mà đó là một nốt la thôi, đó là một tên gọi thôi đó. Rồi tiếp theo là dây rơi mì lạ tới rơi, dây số 4 là rơi nè, rơi cũng vậy, các bạn tính nè, rơi mi, rơi tới mi là một cung là hai ngăn ha, hồi nãy mình giải thích là đây ngăn một, ngăn hai, mi nằm đây, mi tới pha là nửa cung một ngăn thôi, pha tới son một cung hai ngăn, son tới la hai ngăn một cung, la tới si hai ngăn một cung à. Rồi si đô nè, si đô đây nửa cung là một ngăn thôi, nhớ chỗ này nha, si đô. Rồi đô tới rê là một cung là hai ngăn, rê nằm đây, vậy chúng ta cũng lặp lại là rơi 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 ha. Rồi dây số 3, dây số 3 là son, nó son, chúng ta học 6 dây rồi, dây ba là nó son, tất cả dây buông ra nha các bạn nha, buông ra 6 dây đàn chúng ta buông ra, không có bấm, rồi chúng ta mới tính son, son tới la đúng không, theo thứ tự âm thanh đô rê mi fa son la, thì son la bao nhiêu cung, một cung thôi là hai ngăn, la nằm đây, ngăn một đây, ngăn hai thì la nằm đây, la tới gì, la tới si một cung hai ngăn, si tới gì, si đô chỉ bao nhiêu nửa cung thôi, nhớ điều này đô ha, cho nên cách nhau si đô ha, đô tới rê một cung hai ngăn, rê đây, rê tới mi một cung hai ngăn, mi tới gì, mi tới pha, mi pha là nửa cung nha, nhớ các bạn nha, mi pha nửa cung, pha tới gì, pha tới son một cung hai ngăn, như vậy chúng ta lặp lại một quãng tám, nó son nè, buông ra nè, son 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 son, nó chỉ cần một nốt son thôi, hiểu là như vậy, nhưng mà về cao độ nó cách nhau một quãng tám, son son à. Rồi dây số 3 là son ơi, dây số 2 là nốt gì các bạn, dây số 2 là buông ra là si, si nha, si tới đô, để lúc này si là tới đô, nhớ không, đô rê mi fa son la si, rê si tới gì, si cao hơn si là phải đô tiếp theo âm thanh, nhớ chỗ này nha, nhiều các bạn chưa có thể nắm rõ chỗ này là ha, phải thuộc vòng tròn 7 nốt nhạc theo một sợi hệ thống tuần hoàn, đô rê mi fa son la si, đô rê mi, đó lặp lại lặp lại hoài thôi. Như vậy là ở đây là si nè, nó si nè, mình bắt chợt mình đánh một nốt mà bất kỳ tới si nè, điều thứ tự si tới gì, si tới đô, đô bao nhiêu cung, si đô nửa cung theo công thức cung ha, si đô nửa cung, như vậy là nó có một ngăn phím thôi, thì đô nằm đây, si đô à, si buda nè, đô một ngăn mà thì nằm là ngăn thứ nhất đây, nửa cung ha, đô tới gì, đô tới rơi là một cung hai ngăn, rơi rơi tới mi một cung hai ngăn, mi tới pha bao nhiêu, nửa cung thôi nha, mi pha nửa cung, đó mi này pha này nửa cung, pha tới son một cung hai ngăn, son tới la à, một cung hai ngàn, la tới gì, la tới si cũng là một cung hai ngàn, như vậy chúng ta lặp lại tiếp là si 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 si, một quãng tám, cách nhau quãng tám cũng là một nốt si thôi nha các bạn, nhớ nha, nhưng mà điều cái âm thanh nó sẽ khác nhau về cao độ à, nè, ví dụ đánh bu là si nè, thì bấm vô là si nè, nó khác nhau về cao độ nhưng mà điều giống nhau là một nốt si. Khi các bạn sướng lên thì các bạn phải sướng khác nhau, đó là si si si, âm thanh nó cao hơn phải sướng cao hơn theo cao độ, chứ các bạn không sướng được si 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 không được, si để buông ra, nhớ phải nhớ chỗ này, lưu ý chỗ này ha. Rồi tiếp theo là mi, đây là nó mi mi, dây một là mi 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 mi, mi. Ha, như vậy là mi, dây một là mi, thì tiếp theo là mi tới gì, mi pha nửa cung thôi, là mi pha nửa cung thôi, nằm ở đây à, một ngăn phím này nằm đây, pha tới gì, pha tới son là bao nhiêu, một cung là hai ngăn, son nằm đây, son tới la nằm đây à, cách nhau ha, một ngăn nè, ngăn thứ hai nè, la nằm đây,
La tới gì? La tới si, một cung 2000. Si tới đô, nhớ là nửa cung thôi, sát bên. Si đô, đô tới rơi, một cung 2000. Và rơi tới mi là một cung 2000. Như vậy là chúng ta lặp lại nó mi. Quản 8, cách nhau quản 8. Mình cũng đã giải thích các bạn 6 giây rồi ha. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ có được các nốt trên cây đàn rồi. Vị trí các nốt trên cây đàn dựa vào đâu, dựa vào công thức nào? Chúng ta phải nhớ hai điều này. Dựa vào vị trí các nốt, mình phải thuộc bảy nốt nhạc, thứ tự của âm thanh của bảy nốt nhạc phải nhớ. Rồi, cái công thức thứ hai nữa là cung. Công thức cung của nó là trong bảy nốt nhạc đó có hai thằng à, mi pha là nửa cung, si đô là nửa cung. Còn tất cả còn lại, các âm thanh còn lại, khoảng cách của nó là có một cung thôi à, nhớ điều này. Rồi mình sẽ từ đó mình sẽ tìm được vị trí các nốt trên cây đàn à. Nhưng mà khi tìm được vị trí các nốt trên cây đàn, làm sao các bạn nhớ, làm sao các bạn được để nhớ và biết nó, bấm vô là biết nó gì, bấm vô là mi, bấm vô là rê nè à, đô si à. À, bấm vô biết nó gì, la nè ha à, la nè, sò nè ha à, bấm vô biết nó gì, đây là mi nè ha, đô nè, rê. Làm sao biết được, mình đọc ra liền, mình nhớ trong đầu liền. Cái đó, cái là cái phương pháp mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Bây giờ trước mắt các bạn đã hiểu được chưa à, hiểu được vị trí cái nốt à, có hai cách để mà làm cái này. Trong bài này phải nhớ thuộc thật, thuộc bảy nốt nhạc và bảy âm thứ tự âm thanh đó, thứ tự từ thấp đến cao và từ cao xuống thấp. À, đó là thứ tự cái âm thanh mình phải thuộc, nó có bảy nốt nhạc thôi. Và cái thứ hai là các bạn nhớ cái nguyên tắc của cung, công thức cũng cung rồi các bạn sẽ làm được thôi. Rồi, rồi khi các bạn đi học bài bản, đi học trên lớp, gặp cái thầy cô sẽ cho các bạn là các bạn xích nhạc, nhạc lý đó, các bạn sẽ nhìn vô cái xích nhạc đó, các bạn đánh nốt ra, các bạn sẽ nhớ. Đấy, đó là cách học bằng mắt. Mắt mình vô trong cái xích nhạc, mình đánh riết mình sẽ cảm được, mình cảm được nhịp, mình cảm được âm, lỗ tai cảm được cái giai điệu. Còn đối với những người mà không có đến trường học trường lớp, các bạn đó là học bằng lỗ tai. Làm sao? Làm sao cho các bạn nhớ được nốt đây? Thì các bạn sẽ tự học. Tự học bằng cách là các bạn sẽ nghe qua một bản nhạc nào đó, một bản nhạc quen, các bạn sẽ đánh ra. Ví dụ khi các bạn đã biết được vị trí cái âm thanh trên cái nốt trên cây đàn rồi, và chúng ta sẽ có một cái bài liệu ngón từng phần, từng âm dai, từng thới đó để các bạn phải thuộc, chứ không phải là các bạn tập hết, tập một ngày, một tháng, hai ba tháng mà không có nhớ nổi cây đàn đâu. Và có từng tập, từng cái phần, từng cái thới bấm, từng cái hợp âm và từng âm dai của nó để mà mình luyện cho nó quen từng thới đó ha. Bây giờ chúng ta đã biết được vị trí các nốt trên cây đàn rồi, chúng ta sẽ tập ba ngàn đầu đây, sẽ nó theo vị trí các nốt, theo công thức nó thì nó như thế này: mi, đầu tiên là mi, fa, sol. À, nãy mình đã chia sẻ các bạn cái công thức rồi, cái nốt rồi ha, mình chỉ nhắc lại thôi. Thì chúng ta sẽ tập ba ngàn đầu chứ có cái nốt như sao: mi, fa, sol, rồi xuống đây là la luôn nè, không bấm vô đây là nữa, tại vì mình đang tập ở ba ngàn đầu mà. À, nó cũng có tất cả đầy đủ hết, điều ở vô trong đây nó cao hơn thôi, nhưng mà mình tập ba ngàn đầu đây để làm gì? Đừng các bạn đừng tập hết một lúc như vậy, các bạn hãy tập la si đô rê mi. À, là si đô rê mi fa sol. Tập gì các bạn? Thứ nhất là không có nhớ nổi đâu, nó không có tài nào nhớ nổi hết, cho nên chúng ta bằng cách là tập từng khúc, phần khúc. Trước mắt là ba ngàn đầu trước nha: mi fa sol, và xuống đây là gì? Nốt là buông ra luôn, có luôn là si đô à, rồi là buông ra luôn: mi fa sol la si đô. Mình đã giải thích tại sao cái nốt rồi ha, tại vì cái công thức cung đó ha, mi qua fa nè, fa sol nè, nửa cung này một cung nè ha, mi qua fa nửa cung, fa sol một cung, rồi là buông ra, nhớ này là buông ra nha, là si một
cung hai ngăn si đô nữ cung trời buông ra mi pha nữ cung a à, mi pha son la si đô nữ cung là nhớ a à, rơi một cung đô qua rơi một cung rơi đó mi mi đó pha nữ cung son a à, son son ha à, thấy chưa vì chúng ta có những nốt nhạc đó chúng ta sẽ kết hợp với luyện ngón ba ngón tay của mình. Các bài ba ngón tay liền ngón ba ngón tay thôi. Những cái video này mình đã chia sẻ hết cho các bạn hết rồi ha, mình sẽ lặp lại nhắc lại thôi. Mi pha son la si đô rơi mi pha son la si đô rơi mi pha son, mình đánh đi đánh ngược lại, đánh là đọc ngược lại cho nhớ luôn. Son pha mi rơi đô si la son pha mi rơi đô si la son pha mi, và làm sao thuộc. À, thuộc rồi không phải thuộc, nó không thuộc mình còn tập cho à, tay trái mình bấm cho làm sao cho nó rõ, nó tròn chữ rõ, chữ rõ âm thanh lên à, đó là cách tập. Khi tập nhớ được vị trí nốt ra rồi, các bạn học trường lớp thầy cô thì các bạn có xích nhạc, các bạn sẽ nhìn vô đánh, các bạn sẽ nhớ được cái nốt nhạc, nhớ giai điệu và cảm được cái lỗ tai mình ha. Còn các bạn tự học không có đến trường lớp được thì làm cách nào các bạn học bằng lỗ tai là chính. Tại các bạn đâu có biết nhạc lý đâu mà học ha. Nhìn vô sách nhạc đâu có ai chỉ cho mình là nốt gì nốt gì đâu, đâu có biết được đến đó đâu. Còn các bạn tự học là các bạn làm bằng cách là các bạn nghe à, nghe những giai điệu, nghe những bài hát quen từ nhỏ đã nghe hoặc những bài hát như mà à, bài hả là những bài hát gì? Bài hát Happy Birthday à. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Đó, các bạn đánh ra, các bạn đánh tập nghe, nghe là cái âm thanh đó, theo cái giai điệu đó. Tại các bạn đâu có nhìn vô nhạc lý mà biết cao độ âm thanh, đâu có biết nốt đó nốt gì, hình dáng nó như thế sao đâu. Mình đang nói các bạn tự học nha. Còn các bạn nào học trường lớp thì các bạn gặp thầy cô chắc chắn sẽ cho những xích nhạc đó và những đánh bài đó, bắt đầu những cơ bản đó là các bạn tập cho bạn cảm âm, tập à, nhìn vô nó đánh quen nhịp ha, có nhịp nhàng kết hợp tay chân và lỗ tai mình kích thích mình nghe được giai điệu thì các bạn sẽ nhớ được vị trí cái nốt trên cây đàn trên ba ngăn đầu tiên mới học. Còn các bạn tự học thì không có cách nào hết, tại mình không có biết nhạc lý làm sao mình đàn được, bằng cách là mình search lên mạng à, hay là mình nghe những giai điệu quen thuộc đó mình đánh. Đô là đây đó mình đánh ra theo cái giai điệu. Rồi mình tập tiếp, mình tìm những bài quen thuộc ha. Ví dụ sòn à. Các bạn tập viết các bạn sẽ nhớ vị trí nốt sòn a à, la si đô đây à, rơi đây mi pha sòn chưa sòn la sòn pha mi. Đó là những là dành cho các bạn là không có biết nhạc lý, chúng ta sẽ tự học bằng cách này dùng tìm cái bài quen thuộc với mình đánh ra à, mình tìm cái nốt mình cao độ của nó lên xuống từ âm thanh, từ mình nghe được từ sẽ quen. Khi quen rồi cái giai điệu rồi mình sẽ biết được cái nốt và nhớ luôn. Đó là như vậy. Còn các bạn đã biết nhạc lý rồi các bạn rất là dễ ha. Ha. Rồi. Khi các bạn đã thuộc những vị trí đây đúng không?
đánh ra một thời gian rồi, cho thuộc vị trí ban ăn đầu đây rồi. Các bạn sẽ tập ở trong đây. Các bạn tập trong đây là cũng là cái bộ la thứ này, ha, bộ la thứ này. La si do đó. Chúng ta có phần luyện ngón. Đó, la si do re mi fa sol la si do mi fa sol la si do. Như vậy chúng ta dựa vào đó, dựa vào hồi nãy mình đã chia sẻ các bạn đó, mình đã cái phần vị trí ai nốt và âm thanh á, là đây, à, son đây, là đây, si đây, đô đây, nhưng mà mình chỉ tập một cái ngăn thứ năm, có nghĩa là vị trí âm gia của la thứ nó nằm ở nằm ngay đây thôi. Đó, để cho mình nhớ tập từng phân khúc ra để cho mình nhớ vị trí cái đó, để cho mình nhớ cái đã. Si đây là đô, đời mi pha sơn la si đô. Chứ không phải tập miên man từ đầu cuối gì, mình tập từng phân khúc ra để cho mình nhớ vị trí cái nốt nhạc cái nào. Và khi mà mình nhớ vị trí cái nốt nhạc thì bằng cách nào? Thì bằng cách nào mình sẽ đánh bài ra, mình đánh ra. Tại vì mình đang tập thì ngon thế này, các bạn sẽ cảm thấy rất là chán. Cứ ngày nào cũng tập, tôi biết đây nó đô rồi, tôi biết đây nó si rồi, tôi biết rồi đó, tập với thì nhớ thôi. Nhưng mà mình tập gì nó sẽ làm cho mình chán, không có phương, không có bài để đánh cho nó kích thích cái niềm đam mê của mình bằng cách mình áp dụng bài luôn, ha. Ví dụ lần đầu ta gặp nhau, đây cũng vậy, đây đánh nữa. Đây không có nốt là, nhưng mà mình khi tập đây thì xong rồi, mình sẽ tập vô đây. Để mình có thể mình chạy mình đánh từ đây vô mày nói qua đây đó, ha, cho nó thay đổi đó. Nhưng mà ở đánh ở đây viết nó sẽ âm thanh nó cứ như vậy thôi, nó cứ trầm thôi, nó không có độ trầm bổng. Rồi khi mà các bạn đã đánh thuộc rồi, ví dụ các bạn đã đánh thuộc nốt rồi, tìm những cái bài quen thuộc với mình, đừng tìm bài khó, bài quen thuộc mình đánh ra. Mình đang nói các bạn đang tự học nha, còn các bạn đã có nhạc lý thôi, các bạn dở, các bạn học nhạc lý rất dở, thầy cô các bạn cho bài ấy rồi đánh, đánh theo nhịp nhàng đó rồi nhớ luôn. Còn mình đang nói là các bạn làm sao không có nhạc lý để làm sao mà nhìn vô nghe được giai điệu đó và đánh solo cho nó, nhìn vô đánh vô biết được cái nốt đó nó gì. Chỉ có cách là mình tập biết được cái nốt rồi, sau đó mình sẽ dùng bài mình đánh viết sẽ quen, đánh nhiều nó sẽ quen. Là tôi biết tại đây nó đồ, đây nó xì, đây nó la, đánh vô là biết nó gì xì, như vậy đó, cách của mình như vậy. Rồi khi các bạn đã giành được ở trong vị trí nó ở ngăn năm đây rồi, lá đô xì rơi đó, xong rồi các bạn sẽ nói tập nói, ví dụ là ngày mai em đi, đặt bình thường vô trong đây mình đi trong đây, mình biết nó đây đâu mà đi. Đó, vị trí nó đây, nó phà đây, thay vì nó phà đây. Mình biết vị trí để mình nói cái nốt tại với nhau đó, thì mình nó tạo ra một bản nhạc đó, màu sắc hơn, chứ không có đánh viết này hoài. Nào mình sẽ tỉ vô đây, còn sau này mình biết rồi vị trí nó trong đây ha. Đó, đây là nó si, la đô si la fa fa la fa mi si si si. Mình thay đổi cái âm của nó là như vậy.
Kết nối lại với nhau. Bài chuyến tàu hoàng hôn các bạn để ý này là chiều nào chỉ chữ chiều nó có nó si từ nó la liếng lên nó si. Nếu các bạn nhắm lên nó là đánh thì nó là kéo lên. Đó là mình kết nối qua đây ha, vô đây ha. Tiếng la pha mi đời là đô si kéo về liên. Đô si là ha. Hoàng hôn. Rồi các bạn tập nhấn ha. Ha nghe chữ nó nghe mùi. Dời đây lại ha, liếng từ lên mi đến la. Chạy qua đây. Kéo dài phần kỳ trước sau cho tàu đứng đi. Tới đây. Đấy ha, đi pha son nè. Theo cái nốt hồi nãy mình đã nói cái thới đi ngón của la thứ phía trong. Đi đi la la si la son la pha mi. Mi mi mi. Nó nằm trong đây vị trí ở đây hết ha. Khi mình đánh viết là sẽ quen thôi đấy. Mình biết đây nè. Mi đô la mi. Khi đánh được một bài hát đánh được hai lần, một lần là đầu tiên thì đoạn thứ hai mình đánh được nó giống nhau, nó chỉ khác một mấy nốt cuối cùng để qua điệp khúc. Rồi điệp khúc đánh được cái điệp khúc thứ nhất thì mình đánh được điệp khúc thứ hai coi như là xong. Mình đánh được hai lần nữa là được hết một bài. Rồi mình đánh cho nó quen dần, nó nằm trong đây thôi. Nó cũng năm vị trí là mà niềm tình liêu bài sớm đêm á. Bây giờ nó cứ vị trí quanh quẩn thôi. Khi mà đánh được nó là mình nhớ, đánh biết mình sẽ nhớ chắc chắn là các bạn như vậy. Mi đồ mai trường ơi là nó mi, là biết nó mi thôi. Đánh gặp nhiều bài như thế là biết là nó mi thôi. Em nó đánh nó si đô si nè, xuống đây là rê, xuống đây là mi. Đây là mi pha son, đây là la nè, son pha mi rê đô si. Đó mình đánh biết sẽ nhớ thôi, không có cách nào khác hết. Cho các bạn tập luôn, các bạn tập đó, các bạn tập hoài này, hàng đó này các bạn không nhớ đâu mà sẽ chán.
các bạn sẽ chán, gặp chuyện chán, chán thì bỏ đàn luôn, không tập nữa. Các bạn làm sao có một cái sự đam mê, nhưng mà đam mê đó mình phải có một người nhen nhúm cho mình cái chuyện, cái ngọn lửa để cho mình kích thích mình tập, thì các bạn sẽ không thấy chán. Cho nên là đừng có tập nốt mình đánh hoài, luyện ngón, ở khi các bạn luyện ngón hoài cũng thấy chán. À, cứ ngồi vậy hoài sao được, cũng phải bài, có bài, có bài các bạn quăng đang hoàn tập, tập đỡ chán. Khi tập là phải nhớ luôn. À, còn các bạn nào biết nhạc lý rồi dễ lắm, search lên mạng đủ thứ bài hết, muốn đánh xì lô, bô rô là cha cha, không đánh điệu gì nhạc nước ngoài ha. À. Thích đánh nhạc nào nó quan trọng, các bạn có học nhạc lý rất là dễ hơn. Còn các bạn tự học có khó, các bạn nó không có biết nhạc lý làm sao nhìn vô biết à? La đô la sol đô, các bạn chỉ là nghe được cái bài đó các bạn sẽ tìm ra bằng lỗ tai đó. Nên các bạn học nhạc có hai cách, học bằng mắt và bằng tai, nhưng các bạn biết kết hợp hai cái đó lại với nhau thì rất là tuyệt vời, rất là giỏi. Còn các bạn chỉ biết cảm âm đánh giết sẽ quan tay, thì sau này các bạn sẽ đụng vô nhạc lý, các bạn đi đánh chuyên nghiệp, đưa bài các bạn không biết nốt nhạc hết thì các bạn sẽ thua thiệt. Các bạn thua thiệt. Còn các bạn biết kết hợp với nhau hai cái đó lại thì các bạn sẽ tuyệt vời, sẽ giỏi. Đấy. Đây là kinh nghiệm của mình dạy. Kinh nghiệm của mình sẽ nói cho các bạn như vậy đó ha. Rồi. Bây giờ tôi tóm lại cái bài này là các bạn nhớ, các bạn mới học các bạn nhớ này, thứ tự âm thanh bảy nốt nhạc đồ đê mi pha sol la si đô, đồ đê mi pha sol la si đô, lặp lại cũng là đô, khi lặp lại nó cao hơn một quãng tám vậy thôi. Ví dụ đây là nó la nè, nó la đây, la si đô đê mi pha sol, lặp lại nó la nè, tiếp tục la đi, la si đô, lưu đây nó sẽ lặp lại cao hơn nữa. Rồi có việc ví dụ là nó rơi này, rơi mi pha sol la si đô, rơi đây này, rơi anh chưa, là bài có gì thôi, không có gì khác hết, quan trọng mình phải biết cái phương pháp để mình tập. Đây rồi nhớ công thức cung ha, cung và nhớ bài nốt nhạc, rồi mình ứng dụng công thức cung đó để mình bài nốt nhạc nó vị trí, và mình tìm ra vị trí của nó trên cây đàn. Sau đó mình tiếp bước còn lại là tập solo bằng cách là lấy, các bạn nào biết nhạc lý thì lấy nhạc ra, thích bài nào nhìn lên tập viết sẽ quen, phải nhớ nó nhạc luôn, nhưng bấm vô là biết nó luôn. Đó là cái phương pháp của mình để cho các bạn tập nhớ nó và có bài để mình tập đợi khỏi chán. Thứ hai, các bạn nào không có biết nhạc lý thì các bạn phải tập, các bạn mới học á thì các bạn tập những bài bình thường thôi, những bài mà đơn giản. Bài đơn giản thôi. Bài mặt trời bé con đó, những bài đó rất quen thuộc với mình từ tuổi thơ của nhạc sĩ Trần Tiến. Đó mình tập đó là các bạn lấy ra những bài, các bạn không có biết nhạc lý thì lấy ra những bài rất đơn giản, tập viết xuyên quan tai hoặc cảm được âm luôn. Rồi tập theo cái điệu bố đô, các bạn nào thích đã chơi khá rồi tập biết nhịp nhàng rồi, mặc dù bạn không biết nhạc lý nhưng biết nhịp nhàng, biết cảm được lên sơ á, các bạn mò trên nó cảm âm được bài bố đô á. Lâu rồi thôi hai trường ơi, em tôi còn học nữa anh ra đi từ đô nào đó rồi. Thank you.
bài quen thuộc với mình cứ tập nhớ, tập à, tập ở thế là thứ đây à, ba ngàn đầu đây xong rồi tập vô đây rồi mình tập nói qua, nói từ đây vô đây thì viết tới sẽ quen thôi, nó quen được, nó vừa lợi giùm rất nhiều, vừa vị trí cái nốt mình biết được nè, mình bấm vô mình nhớ luôn. Thứ hai là tập cái cảm âm luôn. Đấy. Rồi các bạn cái điều quan trọng như các bạn kết hợp giữa hai cái học bằng xích nhạc ha, các bạn tập nhịp nhàng xích nhạc ha, rồi sau đó các bạn phải nghe, phải kết hợp lỗ tai nghe nữa, kết hợp cái tập kết hợp với nhau thì các bạn sẽ giỏi đàn. Rồi vậy nha, mình xin tạm dừng video đây. Một bài giảng mình sẽ chia sẻ các bạn về cung bậc, nhớ nha, cung bậc một vị trí cứ nói chuyện thôi. Rồi cái cuối cùng là mình muốn cho các bạn giỏi đàn, biết vị trí cứ nói nhạc trên cái đàn và đánh tập solo không đỡ nhàm chán. Đó là như vậy, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn một video sắp tới. Xin chào tạm biệt.